mến xin chào quý bà con cô bác anh chị em. Thì hành trình lang thang của mấy anh em mình hôm nay là tại Ba Chúc, huyện Tịnh Biên, An Giang để mình tìm về ngôi chùa Phi Lai Tự. Thì ngôi chùa Phi Lai Tự này có một cái di tích để lại là cái thời Khmer Đỏ qua sát hại những cái người dân làng tại Ba Chúc này. Thì hôm nay mình đến đây muốn quay phim lại những cái di tích đó, cũng như là tìm hiểu thêm để hiểu biết, cũng như là cho quý bà con cô bác để thấy về di tích tại ngôi chùa Phi Lai Tự này. Mình đi vô phía trong ha. Phía trong có thầy nói cho mình hiểu không? Có ha. Bây giờ mình sẽ đi một vòng để mình quay toàn cảnh của ngôi chùa Phi Lai này, cũng như những cái di tích để cho bà con cô bác xem. Sau đó mình sẽ nhờ một ông này gọi là cũng như giống là ông Từ ở trong đây, để mình nhờ ông để nói về những cái di tích tại ngôi chùa này cho mọi người nghe. Bây giờ mình tham quan trước nha quý cô bác, con cô bác. Bên trong thì mình thấy là thờ cúng rất là nghiêm trang và rất là đẹp. Thì bên đây là mình thấy hai cái cột này là có hai cái cục đá, thì mình không hiểu là gì đây. Đây là Tứ Đại Thần Châu. Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật. Mình ra phía ngay giữa cái ngôi chùa thì cái phần đất trống có một cái cột này lên, thì mình không hiểu là cái gì. Nói chung là mình đi tham quan nơi này thấy những cái ngôi chùa này rất là đẹp. Bây giờ mình vào phía bên trong đây là có những cái di tích ngày xưa là còn để lại. Ở đây là thờ Chánh Thần Cung Bát Dương. Đây có rồi. Nơi đây là vết máu của nhân dân bị Pol Pot thảm sát năm 1978. Đây là những cái vết máu mà. Vết máu vẫn còn màu đỏ nè. Từ phía bên đây rất là nhiều. Theo cái phần này thì người ta sơn, còn cái phần này thì người ta vẫn để nguyên hiện để làm di tích. Vết máu rất là dài, theo dính theo vách tường luôn nè bà con cô bác, từ đây dài qua tới đằng ngoài sau đó luôn. Đây, nơi này đây là những cái vết máu còn lại ngày xưa của dân làng Ba Chúc bị bọn Pol Pot đã giết hại. Vết máu còn in hằn trên cái tường tới ngày hôm nay năm 1978, thì đến nay thì cũng 42 năm rồi vẫn còn hiện trên vách tường. Bây giờ mình đi kiếm còn một nơi trong cái khu này là ngày xưa nghe nói mấy chục người chết là nằm tại trong đây luôn. Không biết là nằm vị trí nào. Có à, phía trước mặt của mình. Đây. Nơi đây lính Pol Pot ném hai quả lựu đạn sát hại 40 người dân năm 1978. Vì là tại vị trí chân chỗ cái chân mình đứng.
là sát hại của 40 người chết của dân làng Ba Chúc tại nơi này. Đây, trong đây là một cái hầm. Hơi tối. Hiện tại trong đây thì mình thấy có thờ. Trời ơi, làm hết hồn. Có bộ ly hương. Và trong đó cũng có bộ ly hương và dưới đây có cái hai đống bãi cát. Và con cô bác thì đốt thuốc. Đốt thuốc rất là nhiều. Hiện tại mình thấy trong đó kìa. Đốt thuốc. Bây giờ mình sẽ ra phía trước để nhờ một ông chú nơi này để chia sẻ cái thông tin về những cái di tích lịch sử đã để lại như thế này cho mọi người nghe để hiểu biết thêm nha, cũng như cùng với cao hớn mình. Ngôi chùa mình nhìn xung quanh thì rất là đẹp, lối kiến trúc rất là độc đáo. Cái lúc đó mà chỗ cái hàng mà 40 người chết là tổng cộng bao nhiêu người trốn đó chú? Thì tôi cũng nghe nói lại thôi. Dạ, dạ. Trong đó thì 40 người chết trong đó đó. Còn ngoài thì trăm trong ngoài vậy. Thì nghe anh lấy lại thôi chứ tôi cũng không có rành nữa. Về thì thấy vết máu rồi đó thì thôi chứ mình. Lúc mà chú về cái vết máu là từ cái dưới cái mặt nền á cho đến cái tường là khoảng là bao nhiêu mét chú? Không có nhiều đâu, nó cũng chán lắm lắm, nó ít thôi. Dạ. Theo cái tường đó thì người ta ngồi cái dựa rồi nó bắn, nó đập văng vô tường vậy thôi. À. Chứ không phải là nhiều. Là cái hình thức của nó là cũng như là ním giò của trẻ em lên đập đầu vô tường. Ờ, cái đó thì nghe nói thôi chứ. Dạ. Vậy trong cái hang đó mua tổng cộng là 40 người nhưng mà vẫn còn một người còn sống. Là nó thả bơm vào cái người đó là may mắn được sống hả chú? Ờ. Thì tôi cũng nghe thực hiện lại nói vậy thôi chứ. Dạ. Mà cái người đó bây giờ thì cũng đã mất rồi. Mất rồi. Dạ. Mới mất đây hả chú? Ờ, mất rồi. Ngoái nữa. Dạ. Vậy là tổng cộng là ở trong và ngoài hết toàn bộ thì người dân mình ở đây là bị sát hại là bao nhiêu người chú? Thì chỉ tôi cũng nghe nói thôi chứ tôi cũng không có rành. Thì nghe người nói trăm mấy gì đó, hay trăm mấy gì đó, không, tôi cũng không rành. Dạ. Còn nghe nói đóng thương thì ngoài thì nghe nói ngàn mấy thì mình nghe ngàn mấy gì chứ mình cũng không biết. Dạ. Rồi con cảm ơn chú Ba chia sẻ nha chú Ba. Dạ. Dạ cảm ơn chú rất nhiều. Hỏi thêm. Chào bà con cô bác, thì video mình kết thúc tại đây. Thì hành trình của mấy anh em mình là đi qua nhà mồ Ba Chúc. Thì cái nhà mồ Ba Chúc này là nơi chứa những cái sọ con người ngày xưa mà có dân làng Ba Chúc tại đây để bọn Quân Bót đã từng giết. Thì mình qua đó sẽ quay phim lại cho bà con cô bác xem về cái nhà mồ Ba Chúc như thế nào. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình rất nhiều. Chào tạm biệt quý bà con và cô bác. Hãy đăng ký kênh và like để đón xem cái video tiếp theo nha mọi người. Cao Hớn mình xin cảm ơn rất là nhiều.